Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh siêu thị trực tuyến Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và tôi là Kiều Anh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong clip hôm nay. Vâng, hôm nay thì Kiều Anh sẽ nói kỹ hơn tới quý vị về công dụng của táo đỏ sấy khô Hàn Quốc tốt như thế nào đối với người cao tuổi. Vâng, trong những clip trước đây thì Kiều Anh đã từng giới thiệu đến các bạn công dụng của táo đỏ sấy khô Hàn Quốc tốt như thế nào đối với sức khỏe, chẳng hạn như là thai phụ, trẻ em hay là nó cung cấp những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, chẳng hạn như là cung cấp vitamin hay là những axit amin thiết yếu. Ở à, bên cạnh những tác dụng trên thì táo đỏ còn có một trong những công dụng vô cùng tuyệt vời mà chúng ta cần phải nhắc đến, đó chính là việc kéo dài tuổi thọ dành cho người cao tuổi thậm chí là táo đỏ sấy khô Hàn Quốc, nó còn hỗ trợ ngăn ngừa những căn bệnh tuổi già hay cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể của người cao tuổi. Chắc chắn trong mỗi chúng ta thì đều biết là với những cụ già khi đã cao tuổi rồi thì sức khỏe ngày một yếu đi và kèm theo đó là tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh hơn như là tiểu đường, huyết áp cao, tim mạch đột quỵ. Và để tăng cường sức khỏe cho các cụ thì nhiều người chọn cách bổ sung những loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng cùng với các loại thực phẩm chức năng được bán trên thị trường hiện nay và trong đó thì táo đỏ sấy khô Hàn Quốc là một trong những phương pháp được rất nhiều rất nhiều người lựa chọn bởi táo đỏ sấy khô Hàn Quốc thì đã được chứng minh là chứa nhiều dưỡng chất tốt cho cơ thể chẳng hạn như là vitamin A, caroten à, nó không chỉ tốt trong việc phòng chống ung thư hay những căn bệnh khác như tim mạch đột quỵ mà còn tốt cho các bộ phận khác trên cơ thể chẳng hạn như là mắt móng da hay là tóc của chúng ta. Và đối với người già khi đã cao tuổi rồi thì cần cung cấp các chất trên một cách đầy đủ để có thể là phòng chống lại bệnh tật cũng như là tăng cường sức khỏe. Quan trọng hơn là khi sử dụng táo đỏ sấy khô Hàn Quốc thì những căn bệnh vừa rồi sẽ được phòng chống cũng như là tăng sức khỏe. Trên thực tế thì đã có rất nhiều trường hợp trên thế giới có thể là kéo dài được tuổi thọ vô cùng tốt và để có thể tận dụng được tất cả những công dụng tuyệt vời này của táo đỏ sấy khô Hàn Quốc cho người già thì các bạn có thể là sử dụng táo đỏ sấy khô bằng cách là pha trà để cho người già uống hoặc là chúng ta có thể là hầm với gà. À, như vậy thì chúng ta vừa tận dụng được những công dụng của táo đỏ vừa chế biến được món ngon trong gia đình. Và Kiều Anh tin chắc rằng với những công dụng kéo dài tuổi thọ, tăng cường sức khỏe cũng như là bồi bổ những dưỡng chất cần thiết cho những người cao tuổi thì các bạn hẳn là sẽ muốn sử dụng ngay sản phẩm này thôi đúng không ạ? Và nếu như các bạn còn đang thắc mắc chưa biết mua sản phẩm táo đỏ sấy khô Hàn Quốc ở đâu để có thể là yên tâm sử dụng nhất thì hãy ngay lập tức liên hệ với Korea Shop 24 giờ qua số hotline là 0904363 985 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm táo đỏ sấy khô Hàn Quốc này. Korea Shop 24 giờ với phương châm chất lượng là uy tín hàng đầu, cam kết đưa đến khách hàng những sản phẩm tốt nhất và chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị những thông tin vô cùng bổ ích. Kêu anh xin chào và hẹn gặp lại.